Tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được rằng người xưa xây dựng nền thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên, chúng đều vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên. Các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung của những gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang hiện trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 âm lịch. Từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch, tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ, Tân Thật và Tất Thành Hòa Cục, Xung Thân, Hình Tị, Hại Tị, Phá Hợi. Tuổi Dậu, đối với người tuổi Ngọ trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 1 tới ngày 21 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Canh Tý. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 1 tới ngày mùng 5 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Tý. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình, sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 1 tới ngày 16 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 1 tới ngày 28 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 1 tới ngày 12 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 trong tháng 1 âm lịch. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Mậu Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Canh Dương Kim gặp Ngọ Dương Hỏa là thiên tài, nghĩa là vị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Ngọ sẽ dễ có được tài lộc. Công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận, sẽ dễ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời.
Trong tháng này, các gia chủ màu ngọ sẽ cần chú ý ngày âm lịch 22 tháng 1 tới ngày 5 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Tý. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để mọi phương diện diễn ra được thuận lợi, suôn sẻ, những gia chủ tuổi Mậu Ngọ nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Pháp khí sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ. Bước sang tháng Canh Dần, tuổi Mậu Ngọ tạo nên cục diện tam hợp, cho nên những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Tuổi Mậu Ngọ sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của Mậu Ngọ sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy năm nay, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Tuy nhiên, trong tháng 1 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Mậu Ngọ cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc, các khoản đầu tư và thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, bạn cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí, do sự nghiệp của Mậu Ngọ có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian tháng 1 âm lịch. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng của công việc. Ngoài ra, bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉ chu trong công việc. Nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Mậu Ngọ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong công việc một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Mậu Ngọ. Xem tử vi tháng 1 âm lịch, tuổi Mậu Ngọ không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 có thể may mắn kiếm được tiền trong tháng này. Nếu hiệu năng của bạn tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Hơn nữa, bạn là người giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro và lợi nhuận thấp. Nghe có vẻ không kinh tế nhưng sẽ mang lại cho bạn thu nhập cao khi được tích lũy ở một mức độ nhất định. Ngoài ra, khi bạn có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay và bạn cần phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa và đáp ứng. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ phải bước đường phía trước. Đặc biệt, bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ và có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho chính bản thân mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức sẽ lợi bất cập hại. Để may mắn thành công, các gia chủ Mậu Ngọ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chế đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa một năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và giả đạo. Chuyện tình cảm của tuổi Mậu Ngọ có dấu hiệu phát triển khá tốt. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được với những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Tuy nhiên, với người đã có gia đình thì bạn cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Trong tháng 1 âm lịch, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm gia đình. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Vật phẩm là trang sức đeo tay, giúp chiếu cát lành, chiếu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiếu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát.
Về sức khỏe, những người sinh năm 78 sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 1, sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe tốt của bạn. Nhưng bạn phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể. Vì thế tốt hơn hết, bạn nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Ngoài ra, bạn nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Đặc biệt, tuổi Mậu Ngọ, hãy sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại sức khỏe, may mắn, bình an cho gia chủ. Nhìn chung vận trình tháng 1 âm lịch tuổi Mậu Ngọ khá tốt, trong hung có cát, không cần quá lo âu, suy nghĩ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình Mậu Ngọ trong tháng 1 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.